Hello everyone, xin chào tất cả mọi người đang xem video clip của Amy. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và một ngày tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay Amy sẽ hướng dẫn cả nhà mình cùng vẽ một số cái đồ chơi trong một cái công viên giải trí. Thì khi bước vào trong công viên giải trí thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái đu quay khổng lồ, to ơi là to luôn. Trong tiếng Anh nó gọi là cái Big Wheel. Và để vẽ được cái đu quay khổng lồ này thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái vòng tròn ở tâm ha. Sau đó thì chúng ta sẽ chia cái bánh xe khổng lồ đó thành 8 phần bằng nhau. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ dựng một cái trục thẳng. Phía dưới thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ một cái ngôi nhà ha. Để làm cái trụ cho cái bánh xe nó bắt đầu nó quay. Rồi sau khi mình bắt đầu vẽ được cái ngôi nhà đơn giản từ những cái hình cơ bản là đường thẳng và hình chữ nhật, thì bắt đầu chúng ta sẽ đi vào từng cái nhánh của cái bánh xe ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái đường chéo từ trái cao lên bên trên phía bên phải. Và bắt đầu vẽ từng cái box để mình ngồi vào đó, mình nhìn ra quang cảnh bên ngoài của cái vòng xoay lớn ha. Thì để vẽ được cái bánh, cái box đó để mình chui vào mình ngồi á, thì mình cứ tưởng tượng cái bánh hamburger nó làm sao, thì mình sẽ vẽ hai mẫu của bánh hamburger, một nửa của hình tròn phía trên và phía dưới. Ở giữa thì mình chừa lại một cái hình chữ nhật để mình làm như là cái cửa kính để mình nhìn ra ngoài. Thì bắt đầu chúng ta sẽ vẽ từng cái box đối xứng với nhau trên những cái trục đường thẳng, chia cái vòng xoay đó ra thành 8 phần. Thì cứ mỗi lần mà các bạn gạch xuống một cái trục đường thẳng thì mình sẽ làm thêm một cái trục đối diện để mình vẽ, mình canh cho nó đối xứng nhau. Và trong quá trình mà Amy vẽ những cái box đó thì Amy sẽ trang trí. Mình có rất là nhiều hình ảnh để trang trí ha. Tạo mỗi cái box là mỗi cái hình khác nhau. Hình trái tim, là hình ngôi sao nè. Hay là dùng những cái đường trang trí thổ cẩm để mình trang trí cho cái đu quay khổng lồ của mình trông dễ thương hơn. Và mình nhớ là để mà mình có thể canh nó cân bằng nhất thì mình cứ vẽ theo trục thẳng. Ở dưới một cái thì mình sẽ vẽ ở trên một cái, bên trái một cái thì mình sẽ vẽ đối diện lên bên phải một cái. Thì sau khi mà chúng ta đã vẽ được tổng cộng là 7 ha, 7 cái box, tại vì cái nhà ở dưới là thứ 8 rồi, thì chúng ta sẽ dùng những cái đường cong để nối cái đu quay này lại trở thành một cái bánh xe khổng lồ. Đó. Ta-da! Như thế đó thì chúng ta đã có được một cái bánh xe khổng lồ. Một cái đu quay khổng lồ tên là Big Wheel. Và tiếp theo đến hình ảnh thứ hai mà em muốn gửi đến cả nhà mình. Đó chính là một cái xe đẩy bán hot dog. Bánh hot dog mà chúng ta thấy ở trên phim hoạt hình nè. Thì đơn giản là chúng ta sẽ vẽ một cái ổ bánh mì ở giữa, và sau đó thì ở hai đầu thì lòi cái cây xúc xích ra. Và chúng ta có thể trang trí cái chữ hot dog bằng nhiều hình ảnh dễ thương. Ví dụ như chữ dog thì em lấy cái hình dấu chân chó em vẽ rồi đó. Rồi cho cái bánh hot dog nó đang nóng thì bằng những cái dấu ngã như thế ha. Sau đó thì bắt đầu sẽ vẽ cái xe ở phía dưới bằng hình chữ nhật nè, và hai đường tròn để làm bánh xe. Bánh xe nó sẽ có những cái bánh, những cái chân gom thì mình có thể vẽ thêm vào. Rồi mình bắt đầu mình có thể trang trí cho cái xe này trông nó sinh động hơn. Và sau đó thì mình trang trí một ít cái phụ kiện như là những cái sauce để mình rưới lên cái hot dog. Rồi sau khi mà mình đã có rồi thì em sẽ đến cái tiết mục là hướng dẫn cho nhà mình tô màu ha. Đây là phần mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích. Thì mẹ có thể dùng những cái hình ảnh này để có thể tương tác với các bạn nhỏ bằng cách là mình có thể dạy các bạn học tiếng Anh nè. Hoặc là mẹ vẽ ra những cái hình ảnh như thế này cho các bạn tập tô màu. Và trong quá trình mà bạn đang tô màu á, thì chúng ta có thể hỏi bạn tương tác bằng những câu hỏi tiếng Anh đơn giản, ví dụ như là what's this, hay là what color is it, đó, để mình có thể vừa tạo sự phấn khởi cho bạn nè, tại vì bạn vừa được tô cái thứ bạn thích. Cái thứ hai nữa là mình vừa có thể ôn tập tiếng Anh cho bạn thông qua màu sắc hoặc là tên của cái đồ vật đó. Thì thế là chúng ta đã có được một cái chiếc xe hot dog rồi. Cực kỳ đơn giản bằng những nét thẳng này,
đường tròn, đường cong. Chúng ta chỉ cần kết hợp những hình ảnh đó lại với nhau thôi thì chúng ta đã có thể vẽ được một chiếc xe hot dog. Rồi, còn đến phần tô màu cái bánh xe khổng lồ, cái đu quay khổng lồ còn được gọi là Big Wheel. Thì chúng ta có thể tô nhiều màu sắc khác nhau. Tại vì các bạn nhỏ mà con nít nữa thì các bạn rất là thích tô nhiều màu. Thì em khuyến khích là mẹ có thể sắm cho bạn một cái bộ màu sáp hoặc là bộ màu gỗ như trong hình em đang xài. Ở đây là bộ màu 18 màu của Daily. Em thấy bộ màu này xài cái màu tô lên cái màu pastel rất là đẹp. Màu sẽ không có bị chói. Và nếu như mà mình có tô xong rồi mình viết chữ lên thì nó cũng không che mất đi phần chữ của mình. Đó. Thì mọi người có thể đầu tư một hộp màu, hình như Amy nhớ là 150.000 một bộ 18 màu, để cho các bạn nhỏ mình tha hồ tô màu ha. Thì ở cái phần cái Big Wheel này thì cả nhà mình có thể chỉ chỉ vẽ cái phần cái box là như là một cái dạng cái mẫu sẵn thôi, cái template thôi. Và các bạn nhỏ mình có thể hướng dẫn các con là trang trí theo những hình ảnh mà con thích. Thế là các bạn có dịp được học về trang trí như hình chấm bi, hình tròn, đường hình thuật cẩm, đường cong vân vân, để kích thích sự sáng tạo ở các bạn nhỏ. Đó cũng là cách mà khi em dạy tiếng Anh cho các bạn thì em sẽ tạo những cái template thôi và giúp cho các bạn có thể ghi chữ vào. Đó. Rồi chẳng hạn như là ở mỗi cái box đó thì mình có thể nổ ra một cái bóng thoại. Và ví dụ như chủ đề ngày hôm đó là mình sẽ học về animal, chẳng hạn là về các loài động vật, thì mình có thể hướng dẫn các con là vẽ vào những cái bóng thoại đó những cái con động vật mà bạn yêu thích. Như kiểu như là mỗi người bạn bước lên trên cái đu quay này thì sẽ ngồi vào trong mỗi cái box khác nhau. Đó, thì đó chính là cách mà mình có thể tương tác với con, vẽ được nhiều hình ảnh hơn. Ngày nào khác thì chúng ta không thích về animal thì mình có thể thay đổi đi bằng cách là vẽ về con trai, con gái, boys and girls, rồi học về những cái khuôn nhận diện khuôn mặt cũng được nữa. Thì đó chính là cách mà em dạy các bạn nhỏ tương tác bằng hình ảnh, bằng sketch note để học tiếng Anh.